Hôm nay hai buổi hồi chúng mình coi trình hát bài huyền thoại hôm một góc. Thank you.
mạnh của chồng hạ cô đồng chí Tý. Và cả công chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và đó là em gửi để thay mặt tái tiến lên chương trình. Thank you.
quốc ca. Mùng 8 tháng 12 năm 80, mùng 8 tháng 12 năm 2000,
VB đại biểu cùng tất cả các đồng chí hồi lý tháng 12 năm 80 và tất cả các đồng chí nhập ngũ qua các thời kỳ, lời chúc sức khỏe, lời chào thân trọng nhất. Kẻ thù hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ trên mặt đất nước ta, ngày 8 tháng 9 chống lại bọn bành trướng Trung Quốc bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Nam, Campuchia, Lào ngày 8 tháng 12 năm 80 là một dấu ấn ký ức của tuổi thanh xuân của bao chàng trai cô gái hồi lính tháng 12 80. Là một chặng đường lịch sử của nước sông Việt Nam có những trận ác liệt gay go để bảo vệ pháo đài, bao đồng chí đi trước đã hy sinh ngã xuống nơi trận chiến Vị Xuyên và sáu tỉnh phía Bắc để giữ lời thề sắc son người lính tình yêu, người lính đẹp nhất, tình đồng đội, người lính kéo sức bảo vệ tổ quốc hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương. Những tinh thần người lính vẫn kiên trung cống hiến hết mình vì sự nghiệp đất nước. Trên mặt trận kinh tế, người lính vẫn phát huy hết mình để giữ được bản chất anh bộ đội cụ hồ, phát triển kinh tế. Dù cuộc sống có nhiều bận rộn về công việc, nhưng tình cảm đồng đội, đồng chí luôn giữ liên lạc với nhau, luôn ở bên nhau trong những lúc gian khó. Cơn bão số 7 đã đổ ập vào miền Trung, cơn đại hồng thủy đã nhấn chìm bao nóc nhà của đồng đội và nhân dân miền Trung. Các đồng chí hồi lính tháng 12 năm 80 từ Quảng Bình đến Quảng Kỳ đã nhận được sự giúp đỡ cứu trợ của các đồng chí ở Ninh Bình, Mộc Châu, Sơn La. Đồng chí Hoàng ở Ninh Bình, đồng chí Mai ở Mộc Châu trong lúc bão lụt dày xéo. Hồi chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của đoàn đồng chí Mai cứu giúp kịp thời, sưởi ấm lòng đồng đội. Trong buổi gặp mặt, trong tết xúc động khi gặp lại bao nhiêu năm xa cách, nhìn lại tóc đã bạc, mặt đã đầy nếp nhăn, tuổi thanh xuân đã phai tàn nhạt theo thời gian năm tháng, nhưng bao kỷ niệm đời lính vẫn còn nguyên. Mong tất cả các đồng chí hãy giữ sức khỏe để chúng ta lại gặp sau 5 năm có dịp gặp lại nhau. Một lần nữa thay mặt ban liên lạc xin chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúc các đồng chí hồi lính tháng 12 năm 80 và các đồng chí nhập ngũ qua các thời kỳ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Và tôi công bố khai mạc buổi lễ hôm nay, xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu của đồng chí Nguyễn Thanh Bằng, trưởng ban liên lạc của Quảng Bình. Và tiếp theo chương trình, xin nhiệt liệt chào mừng và chào đón đồng chí Đặng Thế Mai thuộc đoàn Mộc Châu về lễ tham dự hội nghị và phát biểu của hội nghị chúng ta. Lãnh đạo đảng và đồng chí phường Lao Động, thị xã Lao Động, tỉnh Quảng Bình, kính thưa các đồng chí đại biểu và các đồng chí, được sự ủy quyền của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 292, nguyên tham mưu phó trưởng quân chủng phòng không không quân, nay là chủ tịch hội cựu chiến binh trung đoàn Đa Đa 292, được cử đoàn của cựu chiến binh Sơn La nơi trung đoàn đóng quân năm xưa về dự buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ, ngày 8 tháng 12 năm 70, ngày 8 tháng 12 năm 2020 của các đồng chí cựu chiến binh nhập ngũ 1970 tỉnh Quảng Bình. Được hết cho tôi xin thay mặt lãnh đạo trung đoàn gửi tới các vị đại biểu và toàn thể đồng chí lời nào trân trọng nhất. Thưa đồng chí, vì điều kiện miền Trung bảo lụt triền miên, lũ lụt triền miên nên trung đoàn không vào được, mong các đồng chí hết sức thông cảm. Thưa các đồng chí, tôi cũng là một người con của đất miền Trung, người con của quê hương của mình, vinh dự được dự buổi lễ hôm nay cùng các đồng chí. Giây phút này tôi không được nói gì hơn,
cho phép tôi kính chúc các vị đại biểu và các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Và sau đây tôi xin thay mặt trung đoàn kính tặng các đồng chí lãng hoa những quà nho nhỏ của trung đoàn. Xin mời các bạn. Chúng ta bị lũ lụt thiệt hại về người và tài sản không nhỏ, thì tôi phải xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn đồng chí Đặng Thanh Mai và đồng chí Bình ở Ninh Bình đã đến thăm hỏi, chia sẻ đồng chí và tặng quà cho các đồng chí chiến sĩ của bảo binh chúng ta đã thiệt hại. Cũng một lần nữa xin ghi nhận tấm lòng cao cả của đồng chí. Cán bộ chiến sĩ của cùng ban là Quảng Bình nhập ngũ năm 80, hôm nay theo sự thống nhất của ban là Quảng Bình cho phép đại hội kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ mùng 8/2. Rất vinh dự công ty chúng tôi có lời mời nên thay mặt cán bộ và chiến sĩ công ty xin gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí một lời chào sức khỏe và đoàn kết hạnh phúc. Kính thưa quý vị đại biểu, năm 2020 là một năm đầy khó khăn và gian khổ. Covid-19 đã rút đi, rồi Covid-12 và Covid-2 đã đến, rồi bão lũ từ bão số 6 cho đến bão 13 lũ, rồi là bão dồn dập rất là khó khăn của hai tỉnh nói chung cả nước, là nói chung là từ Nghệ An cho đến Quảng Ngãi, nhưng nói riêng là Quảng Bình Quảng Trị là một cái rất khó khăn. Và nhưng hôm nay là ban là Quảng Bình vẫn đăng cai kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ của quân đội là lính 80. Chúng tôi cũng chẳng có gì hơn thay mặt cán bộ chiến sĩ công ty xin gửi tới các đồng chí lời chào sức khỏe và đoàn kết. Xin nhận các đồng chí đại diện đoàn Quảng Trị và được kiện chương trình để thay đổi không khí. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Long thuộc đoàn Tuyên Hóa Minh Hóa thuộc đoàn Tuyên Hóa Quảng Bình, là một trong những chiến sĩ hoàng kèo pháo năm xưa của Điện Biên Phủ, và xin mời đồng chí Long lên để đóng góp với chúng ta một bài hát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin kính chúc bản thân là những vị đại biểu lời
Quốc đã nhiều lần lời đầu tiên có tin gửi tới tất cả quý vị đại biểu cùng tất cả các đồng chí lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Thì đã là lính thì tôi cũng không kể là lính 8, 12, 10 và lính 10. Thì em chúng tôi chỉ cần màu áo khi tất cả các đồng chí tổ chức bất cứ ở đâu trên các đội viên tổ ấy. Chúng tôi nghe để là nhách mời là chúng tôi là sẵn sàng đi đến lúc giờ đến tại cái đình. Cuối cùng tất cả các vị rồi chúc sức khỏe, tạo điều kiện ngày gặp năm nhiều hơn. Lời phát biểu của đồng chí Hàng Thị Phú Điên. Và để tiếp tục thay đổi cho không khí, xin nhiệt liệt chào đón dòng hát của đồng chí quý đến từ đoàn Quảng Bình lên tham gia hội nghị của các đồng bào. Xin chào đón kỷ niệm đồng chí quý. Chỉ có người mới biển mây mông mà gặp nhau hai bạn
nhiều cái thành tích trong tất cả hoặc là trong đời sống, nhưng đồng thời cũng là để chúng ta thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ các đồng chí còn khó khăn. Đặc biệt là đối với tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và miền Trung nói chung là miền Trung nói chung thì chúng ta là thường xuyên là gặp những thiên tai bão lũ. Một dịp như thế này để chúng ta trao đổi, thăm hỏi những người nào rồi là có ý nghĩa. Thì đối với bên ban tổ chức các bên ban hội cựu chiến binh, đến giờ đấy cũng có những chỉ là cựu chiến binh, có những chỉ cũng có thể là đáng là đảng hội cựu chiến binh. Thì chúng tôi cái này chúng tôi về chủ trương của hội là rất ủng hộ những cái buổi gặp mặt truyền thống như thế này. Và không những là các đơn vị đồng chí mà các cái đơn vị khác nên nó còn có những ngày truyền thống đặc trưng cùng các cái đơn vị khác. Thì hôm nay là bao gồm là đám cai thì lễ kỷ niệm 40 năm của đồng chí thì chúng tôi cũng rất là ủng hộ. Và xin kính chúc tất cả các chị sức khỏe, quá cảm chí gửi lên chúc sức khỏe đến gia đình cảm chí và chúc cho cái buổi lễ của chúng ta hôm nay thật nhiều niềm vui, thật nhiều ý nghĩa. Cảm ơn. Lúc hãy mặc cho đã gửi báo cho phương báo chúng ta đọc lại mọi người. Oh,
Tiếp theo chương trình xin tên trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Bằng, trưởng ban liên lạc, Lê Thị Bằng. Trong nhiệm vụ ngày 8 tháng 2 năm 80 trên mọi miền đất nước, qua buổi lễ kỷ niệm 4 năm ngày nhập ngũ của hội lính tháng 2 năm 80 quê hương Bình Định Thiên nói chung và hội lính tháng 2 năm 80 tỉnh Quảng Bình nói riêng, không khí tưng bừng đầy tình thương nhiệt nặng của người lính năm xưa hôm nay đã về đây gặp mặt sau 40 năm xa cách. Tôi biết rằng cuộc sống là cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay. Trong giây phút này tôi cũng không biết nói gì hơn, cho phép tôi xin thay mặt hội lính nhập ngũ ngày 8 tháng 2 năm 80 tỉnh Quảng Bình xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn và cùng xin bế mạc buổi lễ hôm nay. Và khi bế mạc xong với tất cả quý vị đại biểu và các đồng chí dự vừa công thân mật với quê hương Quảng Bình chúng tôi, xin trân trọng cảm ơn. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.